Lộ tạo hình gốc của nàng tiên cá Disney đẹp bỏ xa phiên bản chính thức. Nàng tiên cá ban đầu có tạo hình khác. Hãy lên chờ Mermaid, nàng tiên cá đang là bộ phim gây chú ý của Disney hiện nay khi tái hiện câu chuyện chinh phục đất liền của Ariel. Cho đến nay, tạo hình của nữ chính Halle Bailey vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng câu chuyện sẽ không bùng nổ như vậy nếu Disney quyết định giữ lại một trong những tạo hình ban đầu của mình. Gần đây, phía ekip Disney đã tung ra hình ảnh thiết kế ban đầu của Ariel du Halle Bailey thể hiện. Nhà thiết kế tạo hình phim Kristen Cordella của nàng tiên cá đã đăng tải bản vẽ tạo hình ban đầu của nữ chính, thế nhưng đã bị loại bỏ. Trong tạo hình cũ, nàng tiên cá Ariel có trang phục khác, bính cườm khắp thân trên và gây chú ý với mái tóc suôn mượt thay vì kiểu dreadlock như trong phiên bản chính thức. Tạo hình bị loại bỏ của Ariel. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho tạo hình bị loại bỏ của nàng tiên cá Ariel. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh này giúp Halle Bailey nổi bật, thu hút và ra dáng công chúa hơn. Nếu Ariel thế này, thì phim chắc chắn được đón nhận hơn, một cư dân mạng cho biết. Sau 2 tuần công chiếu, nàng tiên cá thu về chưa đến 350 triệu USD toàn cầu. Riêng ở Việt Nam, phim ngày càng cách xa vị trí đầu bảng, chỉ thu về hơn 11 tỷ đồng tính đến hết mùng 9 tháng 6. Điều đáng buồn là cũng là con số này nhưng Transformer: Rise of the Beast mang về chỉ trong một ngày chiếu đầu tiên. Hiện tại nàng tiên cá rất có thể sẽ là dự án thất thu đáng tiếc của nhà chuột trong năm nay.